buôn bán được lắm hả? Thằng đừng con để xuống cho tám. Con thấy không? Bán lèo tèo có mấy cái trứng vịt hả? Bán ế lắm, không có nhiều tiền. Thông cảm cho tám nha. Trời ơi, sao? Cái thằng này. Mà tính giỡn mặt với tôi hả? Không dám đâu. Nè, tụi bay làm gì vậy hả? Tụi bay muốn cái gì? Tính tới đây quậy phải không? Ở đâu tới khu này gây sự? Đi nhanh nha. Không á, tao báo dân phòng bắt tụi bay luôn á. Thôi. Buông ra. Dám nói nhiều hả? Đập nát cái quán cháo lòng đó cho tao. Mày không nhỏ nha. Tụi bay dừng lại chưa? Đại ca, lại là cái thằng cà chớn này nữa. Ông có sao không? Bỏ người ta. Tôi nói rồi, kệ nó đi. Liên quan gì tới mày? Mày mới ra tù, mày chuyến nào từng nấy rồi. Biết ông ngoại mày khổ sở vì mày cỡ nào không? Tao nể tình ông ngoại mày, tao không báo công an. Tụi mày khôn hồn á, mau rút đi. Dám lên mặt dạy đời tao hả? Lại là mấy cái chuyện nghĩa hiệp tào lao nữa. Tạm lánh thì tốt hơn, ra mặt có làm được gì đâu. Còn bị dạ lây, rắc rối với tụi thằng Thắng nữa. Đánh nhau nè. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.